Xin chào. Hôm nay mình xin giới thiệu tới các bạn tai nghe Audizy LCD2. Cái tai nghe này được lắp ráp tại Mỹ với giá là 1.200 đô, làm từ gỗ hồng đào. Khi bạn mua cái tai nghe này, nó sẽ cho bạn cái dây này tháo ra, tháo vô được. Bạn có thấy mà dây này á, thì mình mua mua riêng. Lúc lúc mình mua cái tai nghe thì nó có cho luôn cái tai nghe original, còn tai nghe này á, mình mua mua từ hãng Moon Audio, tai nghe loại Silver Dragon. Cái dây này mình lúc mình mua là giá là hơn 400 đô. Mình đọc rất nhiều cái review trên mạng thì mình thấy người ta nói cái tai dây này sẽ làm cho cái tai nghe âm thanh trở nên rất là hay. Thực tế mình có xài qua mấy tháng nay thì đúng là sự vậy, nó rất là khác biệt với cái dây dây chính hãng. Dây này làm âm thanh nó khác xa lắm. Cái headphone này á, là loại Magna, nó có ghi đây là khi điện nó đánh vào cái mành á, mành bên trong, cái mành nó mỏng lắm, nó sẽ là nó, điện nó đánh vô sẽ làm tạo ra âm âm thanh. Headphone này là loại open back nên âm thanh nó sẽ bị nhiễu ra ngoài, nên âm thanh này thích hợp khi bạn ở trong phòng không làm phiền ai, chứ mang ra ngoài như đi máy bay, đi tàu, đi đi xe những nơi công cộng thì những người xung quanh sẽ nghe được cái âm thanh bạn nghe 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 những người xung quanh nghe được rất là rõ. Cái thiết kế của tai nghe này, bạn thấy thiết kế của tai nghe nó nghiêng, nó để nó đánh thẳng trực tiếp vào cái màng tai của mình, sẽ làm âm thanh nó trung thực hơn. Âm thanh này làm từ được da cừu, rất rất là êm. Trên tai cũng vậy, rất là êm. Sau mấy tháng mình xài thử thì mình mang thì thấy tai nghe này nó nặng, nhưng mà không phải vấn vấn đề đề đối với mình. Giờ để coi, cái giờ mình sẽ bật một bài hát cho các bạn nghe thử. Bạn có thể nghe thấy âm thanh. Mình để lại gần. Các bạn có thể thấy âm thanh nó bị nhiễu ra ngoài rất là nhiều. Cảm ơn các bạn.